vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của kênh truyền hình LDBL. Và lúc này có một thông tin vô cùng quan trọng chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị khán giả. Hiện nay, đại dịch zombie đang lan tràn trên toàn thế giới. Loài người đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi một số hình ảnh chúng tôi ghi được từ vệ tinh. Như vậy chúng ta đã thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng. Loài người thì ít, zombie thì chi chít, có chống cự cũng vô ích. Vì vậy, nếu xem được tin này, quý vị ngay lập tức hãy lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn CXV khoảng cách 12 gửi tới số 8234. Điều này không phải là quý vị bình chọn cho thí sinh Lê Dương Bảo Lâm, cũng không phải là quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi, mà chỉ là chúng tôi xem bao nhiêu người còn sống trên thế giới mà thôi. Về mắt từ để ta đọc tin nhắn cái đã. Quý vị nhớ nhé, hãy lấy điện thoại soạn tin nhắn CXV khoảng cách 12 gửi tới số 8234. Mở sẵn đi. Chúng tôi biết sẵn sẵn rồi. Mày đâu rồi? Sao đi ngơi còn có mình tao vậy? Anh ơi. Con tao sao quá hả? Thanh, hả? Cái gì mà lửa quá trời vậy? Hồi nãy tao mồi thuốc, rồi tao mồi lộn nó phật lên một cái, tao cháy như đuốc sống luôn vậy đó. Trời ơi, tao run quá mày ơi. Cái gì đây? Trời ơi, đi trốn zombie mà còn có thời gian đi trượt ba tin giải trí nữa. Nó có hai chân, mình có hai chân, chạy sao mà lại phải gắn bánh xe vô chân giày để chạy cho nó lẹ, không nó cắn thấy mẹ làm sao? Trời ơi, còn cái gì đây? Pháo không vậy? Đây là vũ khí cuối cùng của tao. Lát nữa, khi mà zombie tới đây, tao sẽ lấy thân mình lấp lỗ chân lông. Vậy? Lông. Lấy thân mình lấp họng zombie. Hôm nay là trận cuối cùng rồi. Đúng rồi, hôm nay là trận cuối cùng rồi. Ta sẽ tiến về đồng bằng, ta quét sạch giặc thù. Tiểu đội 3 của Tiên, điểm danh 1, quá 2, hết. Mày điên hả? Ba cô Tiên mà hai cô Tiên còn cô nữa đâu? Ba nè, kêu với kẹt rồi. Audio đây rồi, video tao đây ở đâu? Nè, cứu tao với. Hit me. Cái gì trời vậy ơi, ông? Tao nè. Trời đất ơi. Đi chạy giặt mà. Tao sợ quá. Gì vậy? Ê, nói nghe nè. Hả? Để tao nói chuyện tụi mày xíu. Cái gì? Từ từ, nói nghe. Thả tao ra. Cái gì? Trong mặt tao bị rối loạn tiền đình. Cái gì vậy? Để xe đi siêu thị hả ba? Y như dắt chó đi dạo ngoài công viên vậy đó. Mày im đi. Tao dẫn mày ra thì đỡ đó. Zombie mà nó dẫn mày ra một cái là cuộc đời mày khổ hơn con chó đó, mày biết không? Biết rồi. Đâu có gì vậy bà nội? Hả? Đi đâu mà quấn lá đầy đầu vậy? Làm bị... hàm hương hả? Không có, ngụy trang kiểu Long An. Ừ, bị gì? Sợ quá. Nghe mày nói là đi chân đi không được. Phải có bánh xe. Đúng rồi. Mày có ba tin. Người ta có dán trượt. Mới lấy cái xe về chưa có lấy bằng, không biết lái, nó xuống dốc đi luôn. Tới cái cây dừng lại dính chảnh luôn vậy đó. Trời ơi. Ê, bà khoan nữa, tự nhiên. Mắc cái mớ gì tự nhiên kéo tao ra đây. Ở nhà là tao núp ở dưới hầm rồi. Biểu tao ra đây cái chỗ này là cái chỗ nào thấy ghê quá vậy. Mày không biết ở đây là ở đâu sao? Nó đập nát hết trơn rồi, zombie nó vô nó làm nát hết trơn, đâu có biết ở đâu. Ở đây là đâu vậy? Đây chính là nhà của thầy mình. À, giáo sư tiến sĩ khoa học Ba Nu. Giáo sư Ba Nu. Du. Du. Du.
vi diệu thật. Tại sao cả ngôi nhà bị phá nát hết trơn rồi còn cái hình còn nguyên si vậy? Một câu hỏi hay. Cảm ơn mày. Còn câu trả lời? Tao biết. Theo như tao phán đoán thì zombie nó phá banh chành ở đây khi mà nó gặp bức tranh của thầy mình. Nó tưởng là zombie chúa. Như vậy là tụi nó có kiên về đó. Nó có kiên về. Mày nhìn cái mặt này là biết cái thứ cô hồn cát đảng rồi. Âm binh nghiệp chướng rồi nó mới sợ. Như vậy là chúa tể zombie còn không biết hạ quỳ. Bi sa. Ra đây nó nghe nè. Cái gì? Có một vấn đề quan trọng. Sao? Bữa nay ngày mấy mày? 12 tháng 6. 12 tháng 6 tao nhớ truyền hình Vĩnh Long đang trực tiếp Người Xuyên Việt. Chứ bữa nay không phải là 20 tháng 11 khi tôi tới đi tri ân thầy cô chứ giống cố nội. Thôi đi. Tao đang núp ở nhà mà. Mày nghĩ sao vậy? Sao? Tao đâu có thể nào làm những chuyện vớ da vớ dẫn dụng vặt như vậy được. Ngày hôm nay tao kêu tụi bay tới đây là có một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Không nói làm sao biết chuyện gì? Nói liền chuyện gì? Tao quên rồi. Mày điên hả? Kêu ra nói mà quên là nói cái gì? Tao nhớ rồi. Nhớ rồi. Ngày hôm nay chúng ta tới đây có một chuyện rất quan trọng. Chuyện này có thể liên quan đến sự sống của ba chúng ta, mà nó còn liên quan đến sự sống của toàn nhân loại. Mà quan trọng nó là cái chuyện gì cũng không hiểu lắm luôn. Có nghĩa là thầy mình đã phát minh ra một lọ thuốc, đó chính là thuốc khử zombie. Hay quá. Đúng rồi, đó là thuốc khử zombie. Ê, có chai lăn khử mùi sử dụng được không? Quá vậy. Mày bị diêm cánh toàn quốc biết rồi. Bây giờ là lúc nghiêm túc. Đùa giỡn cái gì? Tại sao đưa cái lăn khử mùi ra? Người ta đang nói về thuốc khử zombie. Thuốc khử zombie mày biết không? Cái chai đó có khử trùng được không? Tao khử mày luôn, mày tin không? Xin lỗi mày. Cái gì vậy, hai thằng ốc chó? Tác dụng nó là gì? Lại đi. Tác dụng của nó rất khủng khiếp. Khi mà chúng ta uống lọ thuốc zombie này vô, thế giới zombie sẽ như tàn hình trước mắt ta. Zombie sẽ không còn thấy chúng ta nữa. Trời ơi, hay quá. Zombie sẽ không còn thấy chúng ta nữa. Như vậy có nghĩa là dưới mắt zombie, cả ba chúng ta cứ như người vô hình. Hay quá. Thầy của chúng ta quả là cao kiến. Đúng trước rồi. Khi ổng chết, ổng cũng chế tạo ra một cái loại thuốc để giúp cho nhân loại. Đúng đó rồi. Là thuốc khử zombie. Ê, nhưng mà hỏi câu, tại sao ổng không tự uống mà để ổng có một cái chết thê thảm như vậy? Quá. Đây là một câu hỏi hay. Cảm ơn mày. Còn câu trả lời? Tao không biết. Tao cũng không nghĩ là mày có đâu. Ê, hả? Vậy cái thuốc khử đó có thơm bằng chai lăn khử mùi của tao không? Ê, có cách nào giết thằng này liền được không? Mày mình. Tại sao một cái phi vụ nghiêm trọng như vậy mà lại đưa một cái thằng xàm xí đú này vô đây hả? Tại tao sao biết là mày khó chịu lắm, nhưng mà cái phi vụ này không có nó không được. Tại sao không có nó không được? Tao tên gì? Mày tên Thành. Nó tên gì? Nó tên Công. Đó, không có nó làm sao thành công. Cao kiến rất là thầm thủy đó nha. Ê, nhưng mà tại sao kéo tao theo chi vậy? Kéo tao theo là hư bột hư đường rồi. Ủa, mày bản thân tao mà. Không có mà, cái tên tao kỳ lắm. Thì đó. Ừ, tao tên Không. Không thành công. Thôi rã nhóm luôn đi. Cái gì mà. Thôi bỏ đi, bây giờ mình đừng có nói chuyện xàm nữa. Bây giờ mình quan trọng là bây giờ mình phải làm cái gì. Tiểu đội. Ba câu tiên. Hành động. Qua đây. Quay cho tao biết là mình đang làm cái gì không vậy? Con điên. Mày không biết mình làm gì sao mày múa nhiệt tình vậy? Tao biết là tao như cái máy cho biểu là làm liền, thì không biết làm gì nữa. Đi tìm lọ thuốc khử. Tìm lại đây. Thấy rồi. Thấy rồi, ơi. Đây là thuốc khử zombie nè. Không phải. Cái gì vậy? Kẹo ngậm nở ngực. Mở miệng nó ra. Nha. Tao nói cho mày biết nha, mày là cái dòng bóng tạp tạ nha mày. Nha. Cái thứ xàm xí đú ha.
cái chai này là ngày xưa tao tưởng mày tập, bây giờ mày uống cái này riết này cho nó nở nha cái chảo phải không mày? Thôi đi à. Mày đổ hoài cái ngực tao như cái phiểu bây giờ mày. Dẹp đi bà. Kim đi, thuốc khử đi, đừng có xàm nữa. Ba có tiếng hành động. Mày gì mày mới đụng trong ngoài gì ta? Tao nói một lần nữa nghe, tao ghét mày lại nha. Nguyên một cái con trái là của tao mà bán phải là của mày. Mày lúc nào bán tao là tao chạy, tao chạy đi. Thôi. Tụi bay yêu nhau hả? Sao cứ lợi dụng cơ hội mà da chạm xác thịt hoài vậy? Ở ngoài kia zombie một đống kìa, đứng đây mà giỡn. Tụi bay thử cái gì? Cái gì? Đang nói chuyện tự nhiên. Oh, oh my god. Trời ơi, ba đường nó vô bằng đường nào mà lại hả dữ vậy? Sao bây giờ? Trời ơi, nó làm cái gì? Cái gì vậy? Từ từ, từ từ. Rồi biết luôn, hiểu, hiểu, hiểu. Trước khi chết là diễn viên múa. Đang múa giữa chừng chết nè má ơi. Bị nó cắn xong cái hết múa được luôn, giờ còn yêu nghề. Nó làm gì nó quậy hoài vậy, nó làm gì vậy? Nó đang solo 30 giây đó à. Trời ơi, đương đại kìa mấy má ơi. Đó, nó bắt kìa, nó bắt bồ câu kìa, thấy chưa? Phải không? Tầm bậy, tầm bậy. Tao nghĩ đây là hip hop. Không phải đâu, cái này người ta kêu là dân gian mấy má ơi. Bậy, 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 bậy. Nhìn kìa, belly dance. Hết sức bình tĩnh. Bây giờ sao đây? Hết sức bình tĩnh. Bây giờ sao? Nó chưa manh động, nó chưa manh động. Rồi, rồi. Mình hết sức bình tĩnh. Trong những trường hợp này không có được rung. Có kế hoạch gì không? Có được rung tại vì trong binh pháp nó có câu. Câu gì? Cái câu gì? À, biết rồi. Câu gì? Địch không động, ta không địch. Trời đó, cơ bao ba lanh quá. Cái câu đúng của người ta là địch bất động, ta bất địch. Cái câu mày không có hơn được cái câu ta bao nhiêu đâu. Trời ơi, câu đúng của người ta là địch bất động, ta bất động. Bất động đi đó hoài. Mày hả mày? Thằng điên à. Tao biểu mày lấy pháo cay cho tao rồi kìa, mày bắn pháo bông. Mày tự nhiên mày múa nhạc nước gì ở đây con điên kia. Tao lộn, tao rung quá. Bây giờ lẹ lại đây. Đặt cái nó vô. Kê vô. Kê vô. Rồi, kê nó vô. Rồi. Cột lại, cột lại. Cột lại. Rồi.
mày ABCD. Ê, bây giờ cái này giữ không được lâu đâu, bây giờ phải có cái cách gì để khống chế nó lại. Không không, trước khi giữ tôi cảm ơn tụi bay trước đã. Đúng là những người bạn tốt của tao. Mày điên, bạn bè nào sẽ bỏ nhau được. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại không còn zombie. Bây giờ quan trọng có cái cách gì để giữ nó không? Tao sợ nó bung ra bây giờ. Bình tĩnh. Theo như tao nghiên cứu thì trong sách giáo khoa bài 2 chương 8 mục 5 gạch đầu dòng thứ 6 thì trong đĩa người ta dạy rằng con điên ta đọc sách gì cho giữ vô rồi nghe đĩa nói. À tao nhớ rồi. Thầy mình có dạy rằng zombie rất thích nghe nhạc. Khi âm nhạc vang lên thì mọi hoạt động của zombie sẽ chậm lại. Tại sao nãy giờ không nói sớm? Có điện thoại đây không? Tao có điện thoại. Mở nhạc cho nó nghe. Đưa đây. Mày chết mày rồi. Zombie. Sao vậy? Cái này cùi bắp mà. Rồi mày là sao mở nhạc? Mày mở đường nào? Có nhạc chờ mà. Vậy tao mời mày qua cho nó nghe. Chúc mày may mắn. Bây giờ phút gì nữa mà tụi bay còn cãi lộn. Còn mày có điện thoại không? Mày hỏi cái gì kỳ vậy? Điện thoại mà dĩ nhiên là không rồi. Trời ơi. Mày thôi được rồi, tao có nè, nắp trượt. Mày rảnh quá, mày có, mày kêu tao làm chi? Tao sợ hết pin. Mở nhạc lên, mở đi, mở nhạc. Tắt, nó không chịu. Trời ơi, má ơi. Ở đây là zombie, chứ không phải là cương thi mà mở kinh kịch, ông nội ơi. Nó không có hiểu. Bây giờ sao? Mở robot, mở Đàm Vĩnh Hưng lên. Tắt luôn. Sao vậy? Trời đất ơi, mở hết bài, mở cái bài đến danh hỡi người con điên kia. Bây giờ mày mở cái bài nào xua nó đi giùm tao cái đi. Xua đi. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua. Mày có điên không? Đừng xa em đêm nay là đêm nay nó ở với mày đó. Cái gì vậy? Trời đất ơi, hai đứa mày chung một phòng đi. Cái điện thoại của người ta mà tự nhiên đập. Sôi lửa bỏng mày không cứu tao. Để tao một mình chống chọi với nó. Mày ác gì vừa thôi chứ. Ê tao nghĩ hồi nãy cái trường hợp hồi nãy cái người cần cứu là con zombie á. Mày quýnh má nó dòm nó không ra luôn kìa. Ô chết, cái tư thế này khó nha. Chẳng lẽ kẹo ngậm nở ngực có tác dụng rồi sao? Con điên kia. Bây giờ quan trọng là cái thằng kia đâu rồi? Không như cái thằng khốn nạn kia. Nó trốn. Nó bỏ anh em mình. Thằng này nghĩ chơi nó. Đúng rồi. Bà sao mày chơi tao? Thằng nào đòi nghĩ chơi tao? Im đi. Hà luôn. Đi đâu vậy? Đi tiền. Ai nói tôi đi tiền? Mày đi đâu mày trốn à? Tao đi tiền. Mày tìm cái gì? Tao đã tìm được lọ thuốc khử zombie. Ôi mập ơi, mày giỏi quá. Trời ơi, từ xưa tới giờ tao tưởng mày là ốc chó. Ai ngờ mày thông minh quá. Mày tìm được ở đâu vậy? Trong cái đầm ngủ của vợ thầy. Ủa sao tự nhiên ông giấu lọ thuốc ở đâu trong đó? Chắc để thầy khử vợ thầy á. Ồ, lý do này hợp lý nè. Tìm được giỏi quá. Ê bây giờ mình có rồi, giờ mình sao giờ mình sao? Trời ơi, còn làm gì nữa? Với lọ thuốc khử zombie này, ba chúng ta sẽ chia nhau mà uống. Yes. Ba chúng ta sẽ tàn hình giữa thế giới zombie. Yeah. Ba chúng ta sẽ sống sót. Mày chỉ một mình tao được uống thôi. Mày làm cái gì vậy? Mày mới làm cái gì vậy? Giết nó chứ làm cái gì? Mày điên rồi. Nó là bạn mày mà. Chỉ có mày mới nghĩ như vậy thôi. Chỉ có giết nó mới cứu được mạng sống cho tao thôi. Con tỉnh vậy con ơi. Nè, của hai đứa bay nè. Uống đi. Uống đi. Mất dạy. Không ngờ mày là con người gì vậy. Con tỉnh lại con ơi. Nhân loại là như vậy. Họ sẵn sàng giết nhau để được sống. Kẻ khôn thì tồn tại.
Còn những kẻ không khôn thì chết bớt đi. Mày bước ra đi. Bữa tối của em bên kia kìa. Tao không bao giờ bỏ đâu ăn bữa tối. Con người không bao giờ bỏ đâu nha. Chỉ có thương như mày, mày không phải là con người. Đi đi không. Con này không phải. Em làm cái gì vậy? Anh đã uống thuốc khử zombie rồi. Làm sao em thấy được anh? Hả? Quăng bữa tối của mình đi. Đi đi em. Quăng bữa tối của mình đi. Ha, đi ăn đi. Ăn đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái này không phải là thuốc khử zombie. Thuốc gì? Mà là thuốc nhử zombie. Trời ơi. Tại sao vậy? Mày sẽ chết vì cái nghiệp sai chính tả. Tụi bay ơi, tao lại tụi bay mà. Tụi bay đừng bỏ tao. Đi cố gắng lên. Đừng bỏ tao mà. Tụi bay đừng bỏ tao. Đủ rồi, chết thằng nhỏ.